Sáu Xuyên, ông đã bị bắt vì tội tàn trữ và mua bán chất ma túy. Và đây là một Sáu Xuyên bị bắt. Lô cùng đồng bọn nhanh chóng tẩu tán số hàng để cao bài xa chạy. Ông già bị tó rồi. Cái gì? Còn bà Qua bị lỗ chưa? Tao không biết, thằng này để lo. Anh không thể để em lao vào con đường chết nữa. Nhưng mà anh hai ơi, em sợ lắm. Em không muốn ngồi tù, em không muốn bị bắt. Thu à, anh hai. Kết cục ra sao cho bao mảnh đời bất hạnh và lòng tham sự ích kỷ, rồi sẽ đẩy con người rơi vào những hố sâu tội ác nào? Đón xem những tập cuối của bộ phim truyện Việt Nam Sống Trong Bóng Đêm, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên truyền hình Vĩnh Long 1, và đầy đủ các tập phim đã phát sóng qua ứng dụng THVNLI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play hoặc App Store.